Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Máy rửa bát là một sản phẩm gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt với cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhu cầu về mua máy rửa bát của các bác ngày càng tăng cao. Ở bên cạnh những gia đình nhà các bác đã có máy rửa bát rồi, thì cũng rất là nhiều các gia đình vẫn đang lăn tăn chưa biết chọn cho mình sản phẩm máy rửa bát làm sao để phù hợp với túi tiền cũng như là nhu cầu. Rất là nhiều các bác mong muốn là siêu thị điện máy Ecomart hãy review một số các sản phẩm máy rửa bát có giá thành dưới 10 triệu đồng để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Thì trong ngày hôm nay, trong video này, Ecomart sẽ review tới cho các bác hai mẫu máy rửa bát đang bán khá tốt tại siêu thị điện máy Ecomart với khối lượng rửa lên tới khoảng từ 10 cho tới 12 bộ. Đặc biệt hơn là giá thành đang tương đối tốt. Mẫu đầu tiên mà Ecomart muốn review chi tiết tới các bác sẽ là dòng máy rửa bát của thương hiệu Samsung với model sản phẩm là DW60CG550FSG SV. Với thiết kế của mẫu này sẽ có chiều cao rơi vào cho các bác khoảng 84,5, rộng khoảng 60, sâu khoảng 60, thiết kế độc lập. Thì với kích thước và thiết kế kiểu này, các bác để ở không gian bếp của nhà mình khá là tiện lợi. Màu sắc sẽ là màu xám đen. Màu sắc này thì nó khá là sang trọng và phù hợp với mọi không gian bếp của gia đình nhà mình. Chất liệu hoàn toàn của sản phẩm sẽ là chất liệu thép không gỉ các bác nhé. Thì với chất liệu thép không gỉ thì nó sẽ hạn chế bám vân tay cho các bác. Ngoài ra trong cái quá trình mà các bác sử dụng thì không may bị xước sát hay móp méo gì, nó sẽ không bị lộ như các dòng máy rửa bát khác. Sẽ có logo của Samsung. Bảng điều khiển thì sẽ là nút bấm cơ kết hợp với màn hình hiển thị cho các bác này. Tay cầm thì sẽ là tay nắm chìm. Đây, các bác phải nhìn thấy ạ. Bên trong của máy rửa bát này thì hoàn toàn khoang sẽ là inox cao cấp cho các bác sáng bóng, hạn chế bào mòn. Trang bị cho các bác là 3 dàn rửa. Đây, cả nhà để nhìn thấy ạ. Trang bị 3 dàn rửa khung thép cực kỳ là chắc chắn cho các bác nhé. Và với mẫu máy rửa bát của Samsung này, dàn trên sẽ là nhà dàn bằng chất liệu nhựa. Thì các bác có thể để thìa này, đũa này, muỗng hoặc là dĩa ở cái dàn trên này. Dàn thứ hai sẽ là các bác để bát này, đĩa này. Đó, các bác có thể nhìn thấy ạ. Và cái dàn này thì các bác cũng có thể di chuyển nó nhé. Có thể di chuyển cái khay đựng cái đĩa này để làm sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của gia đình nhà mình. Và với mẫu máy rửa bát này, trang bị 3 dàn. Dàn thứ 3. Đó. Đi kèm cho các bác sẽ là phễu đổ muối này. À, mẫu này thì sẽ trang bị cho các bác là hai tay quay nhé. Với hai tay quay này thì nó sẽ giúp các bác có cái lưu lượng nước mạnh để quá trình các bác rửa bát thì nó sẽ được nhanh hơn, sạch hơn. Đó, các bác có thể nhìn thấy 3 dàn rửa khá là tiện dụng luôn. Và cũng các giống các dòng máy rửa bát khác thì sẽ có để dầu bóng, viên rửa. Đó. Với mẫu máy rửa bát này thì bảng điều khiển của nó khá là thích. Đặc biệt hơn là với dòng này sẽ có thêm tính năng, đó là tính năng tự động hé cửa cho các bác rất là tiện lợi. Thì với cái tính năng tự động hé cửa này, nó sẽ giúp quá trình làm khô bát nhanh hơn và sẽ được khách hàng lựa chọn nhiều hơn so với những cái dòng máy mà không có tự động hé cửa. Với dòng máy rửa bát này, các bác có thể nhìn thấy trang bị cho các bác sẽ là gì ạ? Đây sẽ là nút nguồn này. Đây sẽ là các chương trình này. Khi các bác bật lên, đây. Khi các bác bật cái mẫu này lên, nó sẽ hiện cho các bác các chương trình nhé. Đấy, tùy thuộc vào đây, tùy thuộc vào các chương trình. Đấy, nó sẽ hiện lên này. Dưới này thì sẽ là các bác chỉ muốn rửa dàn trên, chỉ muốn rửa dàn dưới. Đây sẽ là khóa bàn phím này. Đây sẽ là hẹn giờ này. Đây sẽ là chương trình diệt khuẩn cho các bác. Và đặc biệt hơn là với cái mẫu máy rửa bát này sẽ còn có thêm cho các bác, đó là tính năng vệ sinh. Ký hiệu bình sữa này, thì đây sẽ là tính năng vệ sinh cho các bác. Với tính năng vệ sinh này, nó sẽ tăng nhiệt độ nước lên tới 69% trong quá trình xả cuối để sát trùng ở nhiệt độ cao. Cái tùy chọn này thì nó sẽ không có sẵn với tính năng tự động, tính năng rửa nhanh và tự làm sạch cho các bác. Đặc biệt hơn là với dòng máy rửa bát của
Samsung này với cái tính năng tab này, thì các bác sẽ với cái tính năng tab này để tùy chọn nhiều tab để sử dụng, viên 3 trong 1, không cần muối và nước làm bóng. Đấy, với cái dòng máy rửa bát Samsung này nó sẽ có cái tiện lợi hơn một chút so với các dòng máy rửa bát khác. Nếu như các bác dùng cái viên 3 trong 1 ấy, là nó kết hợp giữa muối, dầu bóng và viên rửa rồi, thì các bác sẽ chọn đây. Đó, các bác thể nhìn thấy các tính năng rửa đấy ạ. Với chiếc máy này nó trang bị khá là nhiều tính năng cho các bác nhé. Auto này, rửa eco, rửa chuyên sâu, rửa ly cốc này, rửa ly này, và sấy diệt khuẩn. Đặc biệt hơn là với dòng này sẽ có thêm tự động hé cửa cho các bác khá là tiện lợi. Và hiện tại mẫu máy rửa bát này tại siêu thị điện máy Ecomart đang có giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác. Các bác hiện nay chỉ mua cái mẫu máy rửa bát này tại Ecomart với giá có 9.300.000 đồng thôi là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc máy rửa bát cực là xịn sò đến từ thương hiệu Samsung rồi. Bên cạnh thương hiệu Samsung thì sẽ là thương hiệu Comfort. Đây ạ. Với thương hiệu Comfort này thì đây sẽ là dòng máy rửa bát có xuất xứ tại Trung cho các bác nhé. Thời gian bảo hành sẽ lên tới cho các bác là 24 tháng và khối lượng rửa bát của nó sẽ lên tới là 14 bộ. Màu của nó sẽ là màu đen, có logo. Bảng điều khiển của nó sẽ là bảng điều khiển cảm ứng với màn hình hiển thị ở đây. Đó, các bác thể nhìn thấy khi mà bật lên, mặt chất liệu của nó thì hoàn toàn sẽ là chất liệu thép không gỉ, màu đen. Với mẫu máy rửa bát này thì nó sẽ có công nghệ sấy, sẽ là công nghệ sấy AI cho các bác nhé. Đây ạ, bên trong đây, bên trong của sản phẩm đấy ạ. Đó, bên trong thì sẽ cũng trang bị cho các bác là 3 dàn rửa. Khoang bên trong thì cũng hoàn toàn sẽ là khoang inox cho các bác. Đó, các bác để nhìn thấy ạ. Dàn rửa này thì sẽ là dàn rửa gập ra được, nhưng sẽ gọi chung nó là 3 dàn rửa cả nhà mình nhé. Đó, các bác để thấy ạ. Với mẫu máy này thì sẽ có sấy tăng cường cho các bác này, có rửa nửa tải cho các bác này. Đặc biệt hơn là với cái công nghệ sấy nhiệt AI này, nó sẽ kết hợp cùng với hai quạt giúp máy sẽ sấy nhanh hơn và tiện hơn. Hiện tại mẫu này thì tại Ecomart bên em đang bán cho các bác với giá là 9.390.000. Với model sản phẩm sẽ là DCDWEF1410HB cả nhà mình nhé. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về mẫu nào, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart, hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974 17 86 để bên em có thể tư vấn và hỗ trợ cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.